chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong ngày hôm qua, ngay khi khối khí lạnh di chuyển xuống, miền Bắc đã làm trời chuyển nhiều mây, có mưa nhỏ ở diện rải rác và mưa chủ yếu tập trung ở các tỉnh phía đông của Bắc Bộ, nên nhiệt độ giảm phổ biến từ 3 đến 5 độ. Trong khi đó, thì không khí lạnh tràn xuống khu vực miền Trung gây ra xáo trộn về tính chất khối khí giữa nóng và lạnh đã mang mưa rào nhẹ cho các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Quảng Bình. Tuy nhiên, lượng mưa cũng chỉ ở mức là dưới 10mm và diễn mưa chỉ ở mức độ là rải rác. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục là những ngày nắng ráo trong mùa khô, nhiệt độ cao nhất trong ngày duy trì đều đặn ở mức từ 30 đến 31 độ ở Tây Nguyên và từ 33 cho đến 34 độ ở khu vực Nam Bộ, đã khiến độ ẩm sụt thấp, đặc biệt là vào ban trưa chỉ còn từ 50 đến 60% nên có cảm giác khô và nóng. Trong 3 ngày tới thì thời tiết tại khu vực Bắc Bộ sẽ trong trạng thái tốt dần với kiểu thời tiết nhiều mây vào đêm và sáng, trưa chiều mây mỏng và hửng nắng nhẹ, mưa hầu như giảm chỉ còn tập trung trong đêm nay, sáng mai ở diện rải rác sau sẽ thu hẹp về diện vài nơi. Trường gió bề mặt có xu hướng quay sang hướng Nam, Đông Nam, do vậy một lượng ẩm khá dồi dào sẽ được đưa từ khu vực vịnh Bắc Bộ vào, khiến cho sương mù xuất hiện vào thời điểm đêm và sáng, đặc biệt là ở các vùng ven biển và vùng Nam Đồng Bằng. Nhiệt độ cũng bắt đầu tăng dần, trời chỉ còn rét vào đêm và sáng. Ngày khi có nắng thì nhiệt độ có thể tăng nhanh lên mức 3-4 độ vào ban trưa, các ngày 14, ngày 15. Đáng lẽ khi không khí lạnh suy yếu thì 3 ngày tới, toàn giải miền Trung sẽ tiếp tục có kiểu thời tiết khô ráo không mưa. Tuy nhiên trong khoảng ngày 13, hình thế nhiễu động trong đới gió đông trên các mực khí quyển tầng cao có khả năng sẽ gây ra một chút mưa cho khu vực các tỉnh từ Huế cho tới Khánh Hòa. Tuy nhiên mưa cũng chỉ kéo dài tới ngày 14 và lượng mưa áng chừng chỉ khoảng 10-20mm trong ngày. Như vậy là lượng mưa ít cũng không đủ làm mát toàn vùng miền Trung đang thiếu hụt mưa trầm trọng. Từ ngày 15 trở đi, thời tiết khô nắng lại bao trùm toàn khu vực. Đối với các tỉnh thành phía Nam thì mùa khô năm nay đến khá sớm ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Mùa khô hiện hữu khiến cho mưa hầu như ít xuất hiện ở vùng này, đặc biệt là ở các tỉnh Tây Nguyên. Tiếp tục là những ngày khô hạn. Sau đây là dự báo cho từng khu vực. Khu vực phía Tây Bắc Bộ vào ngày mai thì sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, nhiều mây, trưa chiều giảm mây hửng nắng, biên độ nhiệt ngày đêm dao động trong khoảng từ 18 cho đến 26 độ. Riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên là từ 18 cho đến 27 độ. Sang đến ngày 14 và ngày 15, trời nhiều mây về đêm và sáng, trưa chiều giãn mây hửng nắng, nhiệt độ tiếp tục tăng cao lên khoảng 2 đến 3 độ vào ban trưa, độ ẩm giảm thêm từ 5 đến 15%. Khu vực phía Đông Bắc Bộ vào ngày 13, sáng sớm có mưa nhỏ rải rác ở vùng Việt Bắc, nhiều mây, trưa chiều giảm mây hửng nắng yếu. Sang đến ngày 14 và ngày 15, toàn khu vực trời nhiều mây và sương mù vào đêm và sáng, trưa chiều giảm mây hửng nắng, nhiệt độ cũng tăng dần từ 2 cho đến 3 độ, độ ẩm giảm từ 5 đến 10%. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế vào ngày mai thì duy trì là trời nhiều mây, có mưa nhỏ tập trung chủ yếu ở phần phía Nam. Trời rét về đêm và sáng ở các tỉnh phía Bắc, trời lạnh ở các tỉnh phía Nam. Sang đến ngày 14 và ngày 15, phổ biến là ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ tăng nhanh trở lại. Khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, hai ngày tới thì trời chuyển nhiều mây ở phần phía Bắc và có mưa rào và dông rải rác. Phía Nam thì vẫn ít mưa, ngày có nắng. Ngày 14 và ngày 15, toàn khu vực sẽ ít mưa, ngày nắng sớm, nhiệt độ tăng nhanh lên mức là từ 31 cho đến 32 độ vào ban trưa. Khu vực Tây Nguyên, thời kỳ tới thì các tỉnh khu vực vẫn duy trì trạng thái là mây thay đổi, ngày nắng, ít mưa, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở ngưỡng là từ 30 cho đến 31 độ, độ ẩm không khí thấp dưới 55%. Khu vực Nam Bộ, trong 3 ngày tới thì trời tiếp tục khô hạn, ít mưa, ngày nắng. Riêng các tỉnh ven biển như là Vũng Tàu, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang có mưa rào nhẹ vào chiều tối ngày 13 và ngày 14. Khu vực Biển Đông, thời tiết xấu trên biển chỉ còn duy trì hôm nay và trong ngày mai, với trường gió Đông Bắc cấp 6 ở khu vực phía Bắc và giữa Biển Đông. Những ngày sau thì gió Đông Bắc yếu dần xuống và chỉ còn mạnh cấp 4, cấp 5 chuyển hướng Đông. Tuy nhiên, vùng Nam Biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa và vùng biển thuộc khu vực Bình Thuận đến Cà Mau là vùng thời tiết xấu với nhiều mây dông gây mưa rào, gió giật, nguy hiểm cho tàu thuyền. Như vậy, trong 3 ngày tới, do nằm trong khối không khí ổn định và suy yếu dần, nên thời tiết các tỉnh Bắc Bộ sẽ phổ biến là nhiều mây, đêm và sáng có khả năng xuất hiện sương mù rải rác. Miền Trung thời tiết hầu như tốt với nắng và không mưa ở các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Huế. Các tỉnh phía Nam trong chiều mai, chiều ngày kia còn có mưa rào và dông. Vùng ven biển có khả năng có mưa rào mạnh. Tây Nguyên tiếp tục không mưa, khô hạn, nắng nhiều. Nam Bộ chỉ một vài tỉnh vùng ven biển có mưa rào trong chiều ngày 13, ngày 14. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết trưa nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!